Xin chào quý vị và các bạn. Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa dồn dập trong thời đoạn ngắn nên người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá và lũ lên trên các sông suối. Mưa tăng hơn cường độ vào khoảng chiều tối, đêm và sáng sớm. Vào ban ngày mưa giảm hơn, nhiệt độ cao nhất ban trưa phổ biến trong khoảng là từ 29 đến 32 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, trong những ngày tới nắng nóng sẽ suy giảm dần, chỉ còn xảy ra cục bộ ở khu vực Trung Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất toàn khu vực phổ biến trong khoảng 31 đến 34 độ. Riêng một vài nơi như là Quảng Nam, Quảng Ngãi xấp xỉ 35 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trong 2 ngày tới cũng chịu ảnh hưởng của rãnh mây dông nên tại đây sẽ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ ngày 31 tháng 7, mưa tại khu vực này cũng sẽ giảm dần. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều tối mai vẫn tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ khoảng ngày 31 tháng 7 trở đi, mưa sẽ giảm hơn. Trên biển, trong đêm nay và chiều tối mai, khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cường độ cấp 4, cấp 5. Từ ngày 30 đến 31 tháng 7, gió Nam chỉ ở khoảng là cấp 4, sóng biển thấp dưới 2 mét, biển lặng và không có mưa rào và dông, thời tiết chuyển tốt hẳn. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cũng đang giảm xuống cấp 4, cấp 5. Mưa dông ở mức rải rác. Từ ngày 30 đến 31 tháng 7, cường độ gió Tây Nam giảm tiếp xuống cấp 4, sóng biển dưới 2 mét. Mưa dông thì ít, tầm nhìn xa thoáng, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Bản tin thời tiết cuối ngày cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!